Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 8 nước hoa hồng Thayer tốt nhất hiện nay. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là nước hoa hồng Thayer Original. Đầu tiên, dòng toner truyền thống của thương hiệu này chính là Thayer Original. Đây là phiên bản gốc và thích hợp cho mọi loại da, đặc biệt hỗ trợ tốt cho da nhạy cảm, da khô. Với thành phần chính được chiết xuất từ cây phỉ, lô hội, vitamin E và nước. Sản phẩm giữ nguyên mùi hương tự nhiên mà không pha lẫn hương liệu, phù hợp cho những ai có làn da nhạy cảm. Nước hoa hồng dòng này có độ cân bằng pH tốt, giúp da chống lại tác nhân gây lão hóa và se khít từng lỗ chân lông hiệu quả. Công dụng: hút bỏ lượng dầu thừa, se da, se khít lỗ chân lông, giảm sưng đỏ, hạn chế mụn trứng cá. Có khả năng kháng viêm hiệu quả, hỗ trợ điều trị mụn ẩn, mụn viêm, phục hồi sức sống cho làn da sau một ngày dài, đem tới cảm giác thư giãn, thoải mái, cung cấp mức ẩm cần thiết cho làn da. Đứng ở vị trí số 2 đó chính là nước hoa hồng Thayer Better. Có thành phần chiết xuất chủ yếu từ hoa hồng và liên kết với các hoạt chất là sản phẩm rất được nhiều người yêu thích. Cánh hoa hồng có đầy đủ các loại dầu tự nhiên và đường giúp khôi phục lại lượng nước cần thiết cho làn da, mang lại một làn da tự nhiên, rạng rỡ, tươi sáng. Các tính chất làm se lỗ chân lông tự nhiên của cánh hoa hồng phát huy hiệu quả song song với cây hạt phỉ, se khít lỗ chân lông, kiểm soát dầu, khóa độ ẩm và duy trì các gốc tự do. Nó cũng chứa đầy vitamin C, rất quan trọng trong việc sản xuất collagen, làm khỏe tế bào da và làm mờ các nhược điểm và sẹo. Khả năng cung cấp dưỡng ẩm và có chất dinh dưỡng giúp tái tạo da nên thích hợp với những bạn có làn da khô. Sản phẩm nước hoa hồng cho da khô này sẽ có thêm chất tăng sức đề kháng tự nhiên và phục hồi cho làn da. Đứng ở vị trí số 3 đó chính là nước hoa hồng Thayer Lavender. Đây là một trong những dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập nước hoa hồng của Thayer. Với mùi hoa oải hương rất dịu nhẹ và dễ chịu, Lavender thích hợp cho những bạn có làn da dầu và thiên dầu hoặc da hỗn hợp đều dùng được. Công dụng: có khả năng rất tích cực trong việc làm sạch các bã nhờn và dầu thừa tích tụ trên da, tránh bít tắc lỗ chân lông nên có tác dụng ngăn ngừa mùi hiệu quả, kiểm soát tốt lượng dầu tiết ra và giữ cho da luôn thông thoáng. Thành phần dưỡng chất với glycerin giúp làm ẩm và cân bằng pH cho da, mang đến cho làn da bạn sự mềm mại và căng mướt. Đứng ở vị trí số 4 đó chính là nước hoa hồng Thayer Cucumber. Thayer Sandalhand Free Witch Hager Toner Cucumber hỗ trợ làm giảm cháy nắng, chống oxy hóa, dưỡng ẩm, làm dịu da, dành cho da nhờn và da mụn. Công dụng: bổ sung thêm vitamin E cho da, cho làn da luôn mềm mại và mịn màng, cân bằng pH cho da sau bước rửa mặt, lấy đi các vệt nước, tàn dư của sữa rửa mặt trên bề mặt da, cung mức độ ẩm sâu, không gây tình trạng khô hay rắt da, làm sạch sâu, lấy đi bụi bẩn, phấn lấp đầy lỗ chân lông trong tầng trung bì của da, hoàn thiện tình trạng lỗ chân lông to và hỗ trợ se khít lỗ chân lông. Đứng ở vị trí số 5 đó chính là nước hoa hồng Thayer's Lemon. Nước hoa hồng Thayer's Tinvern Witch Hazel Toner là sản phẩm cực kỳ dịu nhẹ, được chiết xuất hoàn toàn từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên. Chiết xuất chanh dầu vitamin C và axit citric được biết đến với các thành phần làm sáng cho làn da, khắc phục các nhược điểm do tuổi tác, tàn nhang và sẹo mụn thông qua việc tăng cường sản xuất collagen. Axit của chanh và một lượng lớn các đặc tính chống vi khuẩn và chống nấm làm giảm vi khuẩn và làm chủ các kiểu dầu tự nhiên dư thừa trên da, mụn trứng cá. Sản phẩm dùng cho mọi loại da, hỗ trợ tốt cho da dầu. Đứng ở vị trí số 6 đó chính là nước hoa hồng Thayer Dừa. Với công thức cấp nước, chống viêm và chống vi khuẩn, làn da của bạn như đang được thư giãn trong kỳ nghỉ dưỡng. Trong nước dừa còn chứa vitamin C sản xuất collagen và các catechin chống nhăn, giúp chống lại quy trình lão hóa và củng cố cấu trúc da, cho làn da trẻ trung và tươi mát. Sản phẩm có thể sử dụng cho mọi loại da. Nước hoa hồng Thayer hỗ trợ se khít lỗ chân lông, sáng da, kiềm dầu, sạch da, cân bằng độ pH, cấp ẩm cho da, giúp dưỡng ẩm, chống oxy hóa, ngăn ngừa hiện tượng nhăn da, cho làn da mềm mịn, tươi sáng tự nhiên và hoàn toàn giải trí với mùi hương dịu nhẹ. Đứng ở vị trí số 7 đó chính là nước hoa hồng Thayer hương cam và việt quất. Với công nghệ độc quyền giữ gìn những tinh chất tự nhiên tốt nhất của nha đam và cây phỉ cùng với các chất dinh dưỡng thiên nhiên khác hòa quyện hoàn hảo cùng mùi hương cam và quả nam việt quất nhẹ nhàng cho bạn giải trí suốt cả ngày dài. Đồng thời cung cấp độ ẩm, se khít lỗ chân lông, hỗ trợ chống oxy hóa và chống khuẩn, mang lại cho bạn làn da dạng người tự nhiên, tràn đầy sức sống. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là nước hoa hồng cao cấp Thayer hương hạt lựu và ái. Thuộc bộ sưu tập nước hoa hồng cao cấp từ Thayer với công nghệ độc quyền giữ gìn tinh chất tự nhiên tốt nhất của nha đam và cây phỉ cùng với các hoạt chất từ trà xanh, hạt lựu, vỏ táo, quả anh đào và quan trọng là ái. Đây là một bí quyết làm đẹp hiệu quả của phái đẹp. Nước hoa hồng Thayer giúp cân bằng độ pH cho da sau bước rửa mặt, lấy đi các vệt nước, tàn dư của sữa rửa mặt trên bề mặt da, cung mức độ ẩm nhất định cho da. Hơn thế nữa, dòng Thayer cao cấp còn mang lại nhiều chức năng tuyệt vời khác với khá nhiều hoạt chất đẩy mạnh quá trình phục hồi, tái tạo, đồng thời nuôi dưỡng làn da, đem lại cho bạn một làn da trông tươi trẻ tự nhiên. Và vừa rồi là top 8 nước hoa hồng Thayer tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một chai nước hoa hồng Thayer phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.